Xin chào các bạn, mình là Nuba đây. Hôm nay mình mời các bạn cùng theo chân gia đình mình gói bánh nha. Đây là cái cây ô vuông á, mình sẽ cắt thành từng sợi mỏng, xong rồi mình phơi nắng. Nó cũng thay thế cho cái dây lát để mà gói bánh được luôn rồi. Nó rất là chắc và nhìn nó cũng rất là vệ sinh nữa. Thì ở đây hôm nay nhà mình sẽ gói bánh cắp. Bánh cắp là loại bánh mà thường chỉ có là nếp với lại đậu đen thôi nè. Xong mình sẽ gói lại theo cái hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Xong mình lấy hai phần bánh mình ghép lại, thì còn gọi là bánh cặp hoặc là bánh cắp rồi đó. Và ngoài ra thì mình còn có gói thêm bánh ít nhân đậu, nhân dừa rồi đó bạn ơi. Thì thông thường vào những ngày trước ngày đám giỗ hoặc là lễ Tết đó, thì nhà mình thường là sẽ có nhiều người để mà về quê đồ để mà gói bánh nè, để chia cho bà con hoặc là những cái người đến ăn đám giỗ. Nhưng mà dạo này dịch bệnh nên là hôm nay nhà mình chỉ gói ít ít thôi, để mà tự ở nhà tự cúng ông bà xong rồi ăn luôn. Nhìn cái cảnh gói này á, mình biết chắc là nhiều bạn sống ở miền Tây á, mà hôm nay dịch không có về nhà được, nhìn sẽ rất là nhớ luôn á. Bởi vì mỗi lần mà gói bánh như vậy rất là vui. Thường ngày sẽ đông người gói hơn, nói cười rơm rã luôn. Nhưng hôm nay chỉ có vài thành viên thôi. Gói bánh cũng nói dễ thì cũng không dễ, mà khó thì cũng không khó nha các bạn. Mà cái người gói là giống như là một người nghệ nhân luôn vậy. Chỉ cần lá chuối nè, cái mình gấp lại theo đúng chiều, đúng hướng của nó. Xong rồi dây lát thì, hay là ở nhà mình sử dụng dây ô vuông nè, cứ siết chặt xong rồi quấn. Mà hay lắm bạn, bệnh một lát hồi là ra được cái thành phẩm bánh vừa đẹp mắt mà khi tháo ra ăn lại rất là ngon nữa. Này, đó thấy chưa, mình ngồi mình đang cười nói đó bạn. Đang ngồi cười nói, tám chuyện, dời xe nhân để mà một lát cho mọi người gói bánh. Cái này là nhân đậu nè. Một chiếc bánh cắp, bánh cặp mà để mà ra thành phẩm là sẽ là gồm hai cái phần bánh lá chuối kẹp lại. Sau đó thì mọi người sẽ phải quấn dây lại lần nữa cho nó chặt và tạo cho nó có phần dây để cầm nắm nữa. Đó, mấy bạn thấy gói đẹp chưa? Rất là đều luôn á. Thay vì mình làm nó hình chữ nhật, hình vuông thì mình còn có thể làm thành hình dài, thon nữa. Nói chung là ở miền Tây có nhiều loại bánh đa dạng lắm. Mà nó cũng là từ những cái loại bột hoặc là gạo bình thường thôi à, nếp mà. Nhưng mà ăn vô cũng lạ miệng lắm á. Nếu mà mấy bạn ở những cái vùng miền khác mà khi đến đây mà thưởng thức mấy loại bánh này nè. Mà đặc biệt nha, bánh ở miền Tây á, ăn ngoài ngon ra thì còn no nữa. Để vào dịp gần Tết á, gia đình mình mà có gói bánh tét á, mình sẽ ráng mà quay video để mà chia sẻ với mấy bạn cả về cách chuẩn bị lẫn như là cách để mà gói nấu luôn ha. Còn cái này là mình quay chỉ có vài phân đoạn thôi. Tại vì ít người quá, cái mình phải phụ mọi người làm nữa, nên là chỉ quay được có vài cái thôi. Còn đây là cái chiếc bánh mà mình tự gói nè các bạn. Đây là bánh ít nè, cũng dễ gói lắm. Nhưng mà mấy người lớn trong nhà thì cầm lên gói luôn, còn mình tập gói á, nên mình còn để ở dưới đất á. Cuối cùng thì cũng xong hết rồi. Tiếp theo là cái việc là mình đi hấp, và phải canh lửa nữa nha mấy bạn. Một chiếc bánh ít mà được gói cho là đẹp á, là nó phải cao á bạn. Cái phần chóp của nó phải cao lên. Mà mình thì chưa có gói được như vậy. Mình sẽ cố gắng rèn luyện thêm. Đó, cuối cùng thì thành phẩm xong hết rồi nè. Giờ mình để cho nó ráo, khô. Này là bánh ít nhân đậu nha các bạn. Không có xé rau. Bánh ít nhân dừa mình sẽ xé rau nữa.
nên mình mở ra mình xem thành phẩm của mình ha, sau đó mình sẽ đem lên để mà cúng trên bàn thờ tổ tiên. Rồi, tạm biệt các bạn nha.